Mời quý vị và bà con nông dân theo dõi bản tin thời tiết nông vụ của Đài truyền hình Vĩnh Long hôm nay, ngày 25 tháng 10. Tin bão trên biển Đông, cơn bão số 6. Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17 độ chỉ Bắc, 119 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất dùng gần tâm bão mạnh cấp 9 đến cấp 10, tức là từ 75 đến 102 km h giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km h Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển đổi hướng Tây Tây Bắc, tốc độ từ 10 đến 15 km h Đến 4 giờ sáng mai, tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc, 115,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 490 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất dùng gần tâm bão, mạnh cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ tăng lên từ 15 đến 20 km h Đến 4 giờ sáng ngày 27 tháng 10, tâm bão trên khu vực phía bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất dùng gần tâm bão đi qua, mạnh cấp 11 đến cấp 12, giật cấp 14. Chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ trong ngày 25 tháng 10, miền Đông Nam Bộ ngày ít mây, trời không mưa, trưa không khí oi bức, chiều và tối có nơi xuất hiện mưa rào, đêm không khí duy trì trạng thái oi nóng, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 cho đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ. Miền Tây Nam Bộ ngày có lúc nắng Trưa nhiều nơi trời hơi oi, chiều và tối một số nơi trời có khả năng mưa rào, ban đêm hầu hết ở các nơi trời oi nhẹ, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 25 cho đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 35 độ. Trong ngày 25 tháng 10, khu vực tỉnh Vĩnh Long được dự báo ngày trời nắng gián đoạn, trưa không khí oi bức nhẹ, chiều và tối nhiều khu vực có mưa rào, lượng mưa ít. Đêm không khí hơi oi và nóng, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 25 cho đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 34 độ, gió tây và tây bắc cấp 2. Thưa bà con nông dân, những năm gần đây, bọ cánh cứng hay còn gọi là bọ dừa đã trở thành đối tượng gây hại phổ biến trên cây dừa, khiến cây sinh trưởng phát triển kém, cho năng suất thấp, hoặc thậm chí khi bị gây hại nặng có thể làm chết cây. Cả bọ dừa ấu trùng lẫn trưởng thành đều tấn công lá của đọt non khi chưa bung ra, làm cho cây dừa phát triển kém. Tùy thuộc vào mức độ gây hại mà qua cái bị rụng, không đậu trái hoặc đậu trái rất ít, dẫn đến năng suất giảm. Diện tích hiện nhiễm bọ dừa trong vùng là trên 5.000 hecta, phân bố chủ yếu ở các tỉnh Bến Tre, Sóc Trăng, Cà Mau, Tiền Giang, Kiên Giang và Trà Vinh. Để công tác phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa thu được kết quả cao, theo Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam, bà con nông dân nên thường xuyên kiểm tra đọt non cây dừa và những cây thuộc họ cao dừa để kịp thời phát hiện và diệt trừ bọ cánh cứng khi chúng chưa kịp phát tán rộng ra các cây khác và các vườn xung quanh. Với những cây đang bị hại nặng, một số bọ cánh cứng cao nên chặt bỏ những đọt non rồi đem tiêu hủy để tiêu diệt cả bọ trưởng thành, bọ non, nhộng và trứng đang nằm bên trong nhân nuôi và thả ông ký sinh bỏ cánh cứng hại dừa là biện pháp mang lại hiệu quả cao và bền vững lâu dài nhất. Khi phun thuốc bảo vệ thực vật hay dùng các loại thuốc lưu dẫn để tiêm trực tiếp vào cây dừa nên đọc kỹ hướng dẫn trên nhãn thuốc. Chú ý vấn đề quan trọng nhất trong việc phòng trừ bỏ cánh cứng hại dừa đó là khi phòng trừ phải tiến hành đồng loạt trên diện rộng thì mới đạt hiệu quả cao. Bản tin thời tiết nông vụ hôm nay xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và bà con nông dân trong bản tin tiếp theo.